Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính chúc quý vị và các bạn một ngày mới an lành. Chia sẻ một bài trên trang Facebook của chị Mylin Hughes. Với một bài, khi chúng ta đọc qua, rất nhiều người có thể không tin, giật mình. Vì chính bản thân mình, khi mình đọc, mình cũng cảm thấy là tại sao một người, nói chung là bao lâu nay mình cũng cảm thấy rất quý và cẩn thận từng lời ăn tiếng nói, mà bây giờ lại có thể viết ở trên Facebook một cái bình luận như vậy. Cái bài này là được chú Nam Lộc viết cho một người bạn để cái người đó đưa lên Facebook, được chị Mylin Hughes chia sẻ trên trang Facebook. Các bạn sẽ hết sức ngạc nhiên vì người đó không xa lạ gì với chúng ta. Đây là email của chú Nam Lộc viết gửi cho một người bạn đưa lên Facebook. Dear Trịnh Hội, chắc em rất ngạc nhiên khi nhận được email này, cũng giống như anh đã vô cùng ngạc nhiên khi nhận được email từ các thân hữu của chúng ta tại Hoa Kỳ, Canada và Úc Châu chuyển lại status đính kèm mà em viết trên Facebook liên quan đến biến cố vừa xảy ra sáng nay, tháng 1, ngày 6 năm 2021 tại US Capitol in Washington DC. Biến cố này đối với anh là một trang đen tối trong lịch sử Hoa Kỳ, khi nền tảng dân chủ và công lý tại đất nước của chúng ta đang bị đe dọa. Tuy nhiên, nó cũng đã nói lên cho toàn thế giới biết quyền tự do, biểu lộ tư tưởng của người công dân Mỹ, dù hành động của họ có thể đã đi quá chớn, gây ra bởi bất cứ một động lực nào. Nhưng cuối cùng thì Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ vẫn là một quốc gia dân chủ, pháp trị và hiến pháp được tôn trọng, trật tự đã được vãn hồi. Các vị dân cử tiếp tục thi hành nhiệm vụ, tuân thủ theo hiến pháp, và quan trọng hơn cả là họ đã đoàn kết lại với nhau, đặt quyền lợi đất nước lên trên quyền lợi cá nhân và đảng phái để giải quyết vấn đề một cách nghiêm chỉnh trong sự tương kính và hiểu biết. Nhưng rất tiếc, khi đọc được lời chia sẻ của em trên trang Facebook, anh đã thấy hoàn toàn ngược lại với những cảm nhận mà anh vừa viết ở trên. Tiếc hơn nữa là nó đồng thời cũng hoàn toàn khác biệt với tư tưởng của Trịnh Hội mà anh đã từng quen biết, hỗ trợ và đồng hành từ hơn 20 năm qua. Một Trịnh Hội rất khiêm tốn, hòa nhã, chín chắn và hòa đồng với mọi người. Trong danh dự, cẩn thận từng lời ăn, tiếng nói, tương kính khi giao tế. Và đó chính là yếu tố khiến anh không quản ngại sát cánh bên em và không ngần ngại bên vực em trong mọi tình huống. Qua status nhận được ngày hôm nay, với những lời lẽ hằn học, giận dữ một cách rất quá khích, cộng thêm sự thù hận tạo ra với những người không đồng ý với mình qua một nhân vật, một lãnh tụ mà hơn 70 triệu người đã ủng hộ. Theo anh, nếu người đó làm điều gì sai hoặc hành xử không đúng, thì đương sự sẽ phải chịu trách nhiệm với pháp luật và lịch sử. Người ủng hộ không có tội và lại càng không thể để em đối xử hay kết tội một cách quá chớn như em đã viết. Nếu tiếp tục ủng hộ ông, thì xin đừng liên lạc hay tiếp xúc với tôi nữa. Dear Hội, em đã biết rõ anh là cử tri của Đảng Cộng Hòa từ hơn 40 năm qua, và vì có những điều không đồng ý với Tổng thống Donald Trump nên năm nay anh không đi bầu, nhưng anh không phản đảng và không bầu cho người khác. Đó là quyền tự do cá nhân của mỗi cử tri. Anh tôn trọng quyền chọn lựa của người lãnh đạo, của bất cứ ai, như tôn trọng quyết định của anh, dù quyết định đó đúng hay sai. Nhưng nó là một thứ quyền căn bản, thiêng liêng, không ai có thể phủ nhận hay dùng bất cứ hành động hoặc lời nói nào để áp lực họ phải thay đổi. Là một người hoạt động xã hội, tự nguyện hy sinh thời giờ và sự nghiệp để giúp đỡ tha nhân, thì chắc chắn hơn ai hết, em phải biết là chúng ta cần nhiều người ủng hộ mình. Vả lại, các cụ vẫn thường nói,
thêm bạn thì bớt thù. Nếu em tỏ thái độ cứng rắn và quyết tâm như vậy với những kẻ đang hãm hại hoặc đang vu oan giá họa cho em thì anh không bận tâm. Đằng này, mục tiêu của em lại chính là những người bạn đã hỗ trợ em, những công tác mà em và họ đang nắm tay trên con đường thiện nguyện. Tối nay, khi Thượng viện Hoa Kỳ tái nhóm lại để chứng nhận kết quả bầu cử, khi nghe Phó Tổng thống Mike Pence và hai người nữa phát biểu quyết định rút lại các phản đối của gần 10 thượng nghị sĩ Cộng Hòa. Sau khi họ chứng kiến biến cố lịch sử sáng nay đã khiến anh rơi lệ. Anh khóc vì hãnh diện mình đang là công dân Mỹ và đang sống ở một quốc gia tiến bộ. Con người biết tự trọng, sáng suốt và hiểu biết. Không ai phải dùng những ngôn từ mạnh bạo như em đã viết trên status để ép họ làm việc đó đâu em. Anh tin rằng tất cả thân hữu của chúng ta đều là những người hiểu biết như quý vị dân cử hôm nay. Trong tinh thần và niềm quý mến, anh đề nghị em hãy suy nghĩ để viết lại một status khác, tế nhị, khéo léo hơn để xin lỗi và rút lại những lời phát biểu mà mình đã không kềm chế được trong cơn xúc động. Thân mến, anh Nam Lộc, từ Facebook Minh Tâm, copy Facebook Hồng Ngọc Phạm. Đó là hết bài của chị Mai Linh Hiêu chia sẻ, một cái email do chú Nam Lộc gửi cho Trịnh Hội. Thì tất cả những người sống ở bên đất nước Hoa Kỳ, người Việt chúng ta, không ai xa lạ với chú Nam Lộc và cũng không ai là không biết đến Trịnh Hội. Qua cái email này thì theo như chúng ta biết, và có vài người đã đặt ra một câu hỏi: bao lâu nay Trịnh Hội có phải có một cái tâm giống như chúng ta đã nhìn thấy hay không? Vì lý do gì mà anh lại phải nói lên câu này? Chính người đồng hành với anh, giúp đỡ cho anh là chú Nam Lộc, đã ủng hộ Trịnh Hội 20 năm nay, mà chú còn có thể lên tiếng chê trách và yêu cầu anh phải xin lỗi và sửa sai vì một cái câu nói như vậy. Thì chúng ta là người ngoài, chúng ta nghĩ như thế nào về Trịnh Hội? Chú Nam Lộc theo đảng Cộng Hòa đã 40 năm, nhưng lần này chú không ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Chú không đi bầu, nhưng chú cũng không dùng cái lá phiếu của chú bầu cho ai. Mỗi người chúng ta có quyền lựa chọn theo cái suy nghĩ của mình. Không ai có ý kiến, không ai có quyền ý kiến và không ai có quyền trách họ. Tôi thích, bạn không thích. Nhưng với lời lẽ của Trịnh Hội thì thật sự là đáng khiển trách. Khi mình đọc được cái email này do chị Mai Linh Hiêu post lên, thì mình cũng thấy rằng bao lâu nay đối với Trịnh Hội mình cũng rất quý vì cái tấm lòng nhân từ của anh đã từng giúp đỡ cho biết bao nhiêu người. Trái tim của anh có thì anh mới có thể làm được những cái việc bác ái như vậy. Nhưng qua cái email này, anh lại có sự thù oán, căm ghét. Ghét hết tất cả những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Tại sao anh lại là người như vậy? Bao lâu nay anh sống thật với con người anh hay là giả dối? Và anh đã viết một câu: nếu tiếp tục ủng hộ ông, anh không nói chữ Donald Trump, nhưng câu nói của anh: chính chú Nam Lộc đã cho mọi người biết rằng anh đã nói về Tổng thống Donald Trump. Câu nói của anh là gì? Nếu tiếp tục ủng hộ ông thì đừng, xin đừng liên lạc hay tiếp xúc với tôi nữa. Và mình xin được tạm dừng video ở đây. Kính chúc quý vị và các bạn một ngày mới an lành.